Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Guppy Quy Nguyễn Bến Tre đây. Thì ngày hôm nay mình hiện tại bây giờ là ban đêm rồi các bạn. Thường thường các bạn thấy mình quay full gold á, mình đem ra ngoài nắng mình quay để cho các bạn xem được hết cái vẻ đẹp của nó. Nó phát huy hết cái vẻ đẹp của nó qua cái ánh sáng mặt trời cũng như là trong cái điều kiện môi trường ánh sáng tốt. Thì hiện tại bây giờ là 9 giờ đêm rồi các bạn. Thì bây giờ là không có mặt trời đâu quay. Thì cho nên bắt buộc là bên mình sẽ phải đưa nó vô trong cái vợt nhỏ. Với lại là mình sẽ quay bằng cái đèn LED điện thoại ha. Đó, thì các bạn xem ha. Thì cái chất lượng cá thì tùy theo cái từng loại bên mình mà bên mình sẽ có một cái mức giá khác nhau. Thì giá tiền nó sẽ phụ thuộc vào chất lượng của cá. Ví dụ hàng ở đây đó là full vẫy, full gold ghi bông, full vẫy và chớm tay bơi. Thì anh khách có chọn mua của mình là 6 cặp như thế này. Thì mình có soạn và đã anh cũng xem qua sơ rồi. Thì anh thấy những cái clip mà mình soạn cá cho khách ở trên YouTube á, thì anh cũng có nhắn nhủ với mình là soạn cá ok cho anh xíu để về anh nuôi, anh thả trong cái hồ mà giống như là hồ thủy sinh các bạn, cho nó đẹp. Thì các bạn cứ yên tâm, bên mình á, là khi báo giá cho các bạn loại cá nào thì sẽ gửi cho các bạn loại đó. Ví dụ như các bạn mua full gold gain, full vẫy thì mình sẽ gửi full vẫy cho các bạn. Đó, còn nếu mà bạn mua full gold ghi bông mà full vẫy thì mình cũng gửi full gold ghi bông full vẫy cho các bạn. Trường hợp các bạn mua full gold ghi bông full vẫy chấm tay bơi, thì đây là hàng chấm tay bơi, full vẫy chấm tay bơi, thì mình sẽ gửi đúng cho các bạn là full vẫy chấm tay bơi. Đó, thì các bạn cứ yên tâm ha. Thì nếu mà các bạn nào mà có theo dõi mình nhiều trên YouTube rồi á, thì các bạn cũng đã thấy rồi đó. Thì mình buôn bán lâu dài chứ không phải là bán ngày một ngày hai thì đâu có bậy bạ với khách được. Đó, thì cái hàng này là toàn bộ là tai bơi bướm hết nha các bạn, tai bơi bướm dài nha. Thì nó sẽ có giá trị hơn là full gold ghi bông mà tai bơi bướm, tai bơi ngắn đó. Thì các bạn xem cái bộ tai bơi thì các bạn cũng đánh giá được rồi đó. Đó, toàn bộ ở đây là full gold ghi bông tai bơi bướm hết nha. Đó rồi, ok. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vô, mình đóng vô trong thùng sẵn luôn để sáng mình gửi chuyến xe sáng ra ngoài nhà xe để gửi về Sài Gòn nhà ảnh. Thì anh khách này là hình như là ảnh ở quận Gò Vấp. Thì nãy mình có xem địa chỉ nhưng mà mình không nhớ, mình nhớ mãi mãi là ảnh ở Gò Vấp. Thì mình sẽ xem lại cái thông tin chi tiết cụ thể để mình lên đơn ha. Rồi ok. Rồi xong rồi các bạn ơi. Đó thì bây giờ mình sẽ đem ra ngoài, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó thì hình như là sao nó bị chớp chớp đó các bạn, do cái đèn lát á đó. Đó thì mình đóng vô xong hết rồi. Thì cái nước xanh xanh này không phải là cái nước tảo dơ đâu nha các bạn, cái này là cái nước super one để mình dưỡng cá, mình xếp đi xa cho cá nó khỏe. Rồi mình sẽ đem ra hết rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay cái máy trước cho các bạn xem nha. Thì có cái bịch này là do mình đóng một cái bịch đôi, tại vì hồi nãy lỡ tại mình bấu vô một cái nó, mình sợ nó bị xì trong quá trình vận chuyển cho nên là mình đóng luôn hai bịch ha. Rồi cho nên là cái bịch này mình quay các bạn khó thấy một xíu nha, nhưng mình sẽ zoom lại hết cỡ luôn. Đó. Rồi chắc có lẽ là cái bịch đây đây. Rồi các bạn xem ha. Đây là full vẫy. Thì sau khi mà đóng vô trong túi rồi thì cái màu của con cá nó nhợt nhạt lắm nha các bạn, nó không còn giống như lúc nãy mình quay trong nền đen. Thì những cái clip trước mình cũng quay, mình cũng làm y chang gì cho các bạn xem á. Sau khi mà đóng vô túi thì như thế nào thì mình cứ quay chi tiết để cho các bạn xem luôn. Rồi ở đây lại là một máy ghi bông full vẫy chấm tay bơi. Rồi nó chạy nhanh quá các bạn ơi, tại vì mình mở cái đèn lát nó thấy sáng nó nhét. Rồi đây là con thứ ba, đây full vẫy chấm tay bơi đó. Ban ngày thì mình quay cá trong túi thì lòng nhìn nó rõ hơn, còn ban đêm mà quay nó hơi hơi bị mờ xíu, rất khó nhìn, thì các bạn cũng chịu khó nha. Đây đó, nó nhét, nó thấy đèn nó nhét, nó chạy quá chạy luôn các bạn ơi. Đó thì chủ yếu là mình quay lại cho các bạn xem sau khi mà cá mà đóng vô trong túi ni lông rồi á thì nó sẽ như nhìn nó như thế nào thôi. Chứ cá là ban đầu mình soạn cho các bạn sao thì mình sẽ giao cá đó cho các bạn, các bạn cứ yên tâm ha. Đó đây máy full gold ghi bông full 7.tv. Đó, chủ yếu là mình quay cận cảnh nhất có thể để cho các bạn xem cái vảy của nó, tại vì cái vảy của nó các bạn muốn nhìn rõ đẹp á thì các bạn phải bỏ trong cái nền đen nền tối á, thì các bạn sẽ nhìn nó rõ hơn. Còn khi mà bỏ trong cái nền trong như vậy thì rất là khó nhìn nha. Đây đây là một con thứ sáu rồi nó đó. Rồi các bạn xem, chịu khó xem sơ sơ giúp mình nha. Đó rồi ok, đây là 6 con máy full gold ghi bông full vẫy và chấm tay bơi. Thì ở bên đây trống, nếu mà anh em mua mà trống cái máy ghi bông á
thì mình sẽ gửi trống gan hết để cho các bạn về ép cho những con máy nẻ đẻ cho nó dễ nha các bạn. Còn khi mà các bạn mua mà máy gen á thì mình sẽ gửi 50% trống gen và 50% trống vi bông. Trừ trường hợp nào mà hết trống vi bông thì mình sẽ gửi trống gen luôn. Đây. Đó, quay cận cảnh như con trống cho các bạn xem. Mỗi bịch là hai con, tại vì cái trống này cái size nó cũng nhỏ xíu à, cho nên là size nó nhỏ hơn con máy. Cho nên là mình đóng vô mỗi bịch hai con như vậy luôn để cho đỡ chiếm diện tích cái thùng xốp. Đó. Rồi, ok xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đóng vô trong thùng xốp này để sáng mai mình ra mình gửi sớm để cho xe vận chuyển đi. Thì nếu mà khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì bây giờ là Phương Trang họ đã giao tận nhà được rồi nha các bạn, ngoại trừ Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi. Còn một cái quận huyện nữa mình quên rồi, mình nhớ chỉ có ba khu vực đó thôi. Thì ngoại trừ những cái khu vực đó thì bây giờ Phương Trang là họ đã có shipper giao tận nhà cho các bạn luôn. Dịch giả này nói chung là các bạn cũng ngại đi đến những văn phòng như lại những cái bến xe thì như vậy rất là tiện nha các bạn. Đó, rồi ok thì thời gian rất là nhanh. Tại vì hổm mình ship ở quận 4 á thì tính từ thời điểm mà mình gửi đi là sáng ngày, ví dụ là sáng ngày mai mình gửi đi là trưa ngày mốt là khách đã nhận được rồi, shipper giao tới tận nhà luôn. Rồi ok thì bây giờ không còn gì chia sẻ nữa thì bây giờ mình sẽ vô mình trong cái thùng mình sắp xếp cá ở trong thùng với lại là đóng cho kỹ lại, rồi xong rồi mình sẽ để đó sáng mai mình sẽ gửi ra xe chuyến xe sáng sớm ngày mai luôn ha. Đó, đi quay gần gắn hết cho các bạn xem. Đó, con này giờ nó nằm im rồi nè. Rồi ok thì bạn nào mà đang có nhu cầu muốn mua phun gòn thì có thể liên hệ với mình nha. Thì phun gòn thì về anh em mà mua nuôi chơi giờ tới Tết là vừa rồi đó. Đó, rồi ok.